Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Đã rất lâu rồi chúng ta không có một trận tâm ma nào mà nhân vật chính đó chính là Mụn Vải Dường Môn. Và hôm nay chúng ta sẽ có một trận tâm ma đến từ server S639, được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Lê Quang Mừng. Như vậy anh em thấy đội hình của mình sẽ có Dường Môn, Cùng Lôn và Thần Cơ. Rồi, bây giờ thì các thành viên chúng ta đang farm những đợt lính đầu tiên. Và sau khi farm xong thì anh em có đi quét map hay không? Họ vẫn đang chờ đợi những phút giây tiếp theo của trận đấu. Những đợt lính đầu tiên đã được farm xong. Nói với đợt lính nghe nó hầm hố ha. Thật ra chỉ có 3 con lính thôi anh em ơi. Và bây giờ có lẽ chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực số 21. Bật búp lên, chuẩn bị chiều số 2 bắn một cái hự. Rồi khống chế tìm đội bạn anh em ạ. Đó. Wow, khu vực số 7 di chuyển sang, có cả khu vực số 22 di chuyển xuống nữa. Thôi thôi, cái kèo này có lẽ là chúng ta nên té đi nè em ơi. Rất lon tại khu vực số 21, đây là điểm nóng. Cực kỳ nóng anh em ạ. Quá nguy hiểm. Trời ơi, tính ra khu 21 là cái khu vực mà phải nói là xui xẻo cực kỳ trong tâm ma. Khi mà anh em chọn đúng ô mà ta nói ô số 22, 21. À không, số 7, số 20 di chuyển qua cả anh em ạ. Rồi bây giờ chúng ta buộc lòng phải hồi máu cấm đầu cho các thành viên của mình. Cung Lôn và Thần Cơ thì có lẽ là thoải mái hơn, bởi vì anh em Cung Lôn thì có khả năng hút máu, Thần Cơ thì farm khá là lẹ rồi. Chỉ với 3 con lính thì mình nghĩ có lẽ là chúng ta sẽ hồi máu khá chậm anh em ạ. Không thể nào nhanh được. Bây giờ chúng ta vẫn còn 22 đội trong bản đồ tâm ma và các thành viên vẫn miệt mài ôm farm, nhiệt tình farm luôn. Đó. Một kỹ năng cung là anh em thấy chúng ta hồi được khá nhiều máu rồi. Như vậy là Thần Cơ với Cung Lôn quyết định chuẩn bị di chuyển về khu vực số 21. Và chúng ta không có kỹ năng khống chế. Như vậy là ở khu vực này vẫn còn một team Tàn Kiếm, Huyền Thủy và Thiên Vương. Wow, một team khá mạnh nha. Thần Cơ ơi, Thần Cơ chúng ta đã yếu máu, chúng ta kết thúc được Huyền Thủy. Nhưng mà mình thấy Thiên Vương đã thoát về khu vực số 7. Trong khi đó Tàn Kiếm vẫn còn. Quá nguy hiểm anh em ạ. Dường Môn chúng ta cũng đã mất khá nhiều máu rồi. Bây giờ sẽ phó thác trách nhiệm bảo kê team cho Cung Lôn. Wow, bây giờ mà khu vực số 19 nó qua một cái là kèo thơm nha anh em. Rất thơm luôn đó. Bởi vậy tâm ma anh em thấy không, nó phụ thuộc vào cái yếu tố hên xui rất là nhiều luôn. Nếu chúng ta đi quét map một team khác về mà bị yếu máu thế này, và lỡ như có một team khác di chuyển sang, thì dù anh em có cao thủ tay to tay bự chà bá cỡ nào cũng chết thôi anh em ạ. Đó, nó hên xui như vậy đó anh em ơi. Nói chung là chúng ta khá là may mắn khi không bị khu vực số 19 nó di chuyển sang. Rồi có lẽ ôi, Thiếu Lâm bắn một cái hự, Thiếu Lâm bị khống chế, Thần Cơ lóc lên và Cùng Lôn lướt xuống. Tiếp tục đó là Tàn Kiếm, một pha ăn hôi cực kỳ đẹp anh em ạ. Và như vậy chúng ta có một viên máu. Ảo tượng đã xuất hiện rồi, và với lượng máu ít ỏi như thế này chắc chắn là team của mình sẽ không thể nào di chuyển được về ảo tượng. Bây giờ anh em vẫn tiếp tục hồi máu. Ui, Thần Cơ nhảy lên chim hồi máu luôn, chơi quá lớn vậy anh em ạ. Cái bang, một cái bang từ khu vực số 22, có cả Sùng Tiêu. Sùng Tiêu đã bị khống chế rồi, Sùng Tiêu đã lên base ít, và như vậy là chúng ta sẽ kết thúc được Sùng Tiêu. Quả đen cho Sùng Tiêu. Mới vào đầu trận mà chúng ta đã liên tục có giao tranh và rất nhiều tình huống nguy hiểm đang đổ về team của mình. Anh em thấy là mình đánh farm cắm đầu, không có thể nào mở được cái bản đồ lên để xem ảo tượng ở đâu luôn anh em ạ. Thật ra có những lúc tình huống như thế này anh em không hề chú tâm đến ảo tượng là gì đâu. Chúng ta chỉ biết hồi máu, cố gắng sống sót. Như vậy là cái team ở khu vực số 19 này họ đã di chuyển rồi. Có lẽ di chuyển hoặc bị team khác úp, giờ đó anh em phải cẩn thận nha. Vẫn tiếp tục ôm farm và hồi máu, Cùng Lôn vẫn làm công việc của mình, đó là đi chết tài nguyên về cho team. Khi mà anh em quyết định chơi những môn phái có khả năng tự hồi máu cho bản thân của mình thì trách nhiệm của anh em khá lớn, đó là anh em phải đi chết tài nguyên nha. Rồi, một lượng máu khá ổn định cho đội hình của mình ở thời điểm hiện tại. Chúng ta vẫn còn 13 đội. Quá ok, quá ổn áp rồi em ơi. Và có lẽ bước tiếp theo chúng ta sẽ cần quan sát thường nhân ở đâu. Chỉ cần Thần Cơ có được quyển bí kíp ưng kích trường không thì anh em có thể tự hồi máu và team chúng ta lại mạnh thêm một cấp độ nữa anh em ạ.
Bây giờ một phút cuối cùng của vòng số 1 và chúng ta đã có được quyển bí kíp đầu tiên cho Dương Môn sau những lần mở rương liên tục của những người đồng đội. Và đó chính là quyển Kỳ Môn Thuẫn, một quyển bí kíp rất quan trọng của Dương Môn em ạ. Tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục di chuyển. Có cái bàn bắn nó. Rồi rồi, tiếp tục xoáy thần cơ rồi. Lóc nó lên luôn, không cho nó chạy. Wow, lóc không được anh em ạ. Cái bàn đã thoát thành công về khu vực số 20. Mình thấy có lẽ là máy chúng ta hơi bị lắc. Cảm giác màn hình vẫn khá là giật. Như vậy là cái bàn có lẽ đã thoát thành công rồi. Và chúng ta vẫn quyết định ôm farm tại khu vực số 21 này. Không hề có ý định di chuyển ở những giây cuối cùng để về thường nhân. Vẫn đang rất cẩn trọng anh em ơi. Và anh em thấy bây giờ chỉ còn có 8 đội. Phải nói là số lượng đội giảm đi rất nhanh trong bản đồ tầm ma. Và bây giờ chỉ còn có 7 đội thôi anh em ơi. Và chúng ta đang cố gắng di chuyển về thương nhân. Bật cái búp lên chạy cho lẹ nào anh em Dương Môn. Mình đang rất hoang mang, không biết là anh em có mua được quyển bí kíp nào hay không nha. Dương Môn là một trong những môn phái hệ kim rất khó chịu. Phải nói là có độ khó chịu cực kỳ nè ma. Và chúng ta có một cuộc phản công từ vị trí của Tiêu Dao, Long Tước và một môn phái nào đó mình chưa kịp nhìn thấy, họ đã bị khống chế rồi. Và như vậy chúng ta đã kết thúc được một thành viên từ địa bàn. Tiêu Dao đã thoát về khu vực số 22, vẫn còn một Long Tước. Long Tước tiếp tục bị khống chế, Côn Lôn vẫn tiếp tục khống chế. Và như vậy Long Tước đã chạy thành công anh em ạ. Một vạch máu, chúng ta vẫn tiếp tục đuổi theo rồi. Và chúng ta vẫn chưa kết thúc được. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc anh em ơi. Nhưng mà mình đang lo lắng là thần cơ chúng ta đâu rồi. Ôi thần cơ ơi, anh em ơi, mở cái kênh đội ra cho mình xem bóng dáng thần cơ đang có mặt mũi ở khu vực nào rồi anh em ạ. Nhiều anh em quấn tâm ma hay đóng cái kênh đội này nè để mình mở rộng cái bản đồ lên. Hình như là thần cơ của mình bốc khói rồi anh em ạ. Mình thấy anh em mở bản đồ lên mà chúng ta không thấy một chấm xanh nào ở trên bản đồ cả. Có lẽ là như vậy, thần cơ chúng ta đã bị bốc khói và mình không hề hay biết chuyện đó xảy ra. Quá đáng tiếc cho thần cơ. Rồi, máu me đầy đủ rồi anh em ơi, bây giờ chúng ta có di chuyển về thương nhân để trang bị những quỹ bí kíp cần thiết hay không? Anh em chú ý nha, trong tâm ma này, mình mà có ưu thế về bí kíp thì mình sẽ có lợi hơn khá là nhiều so với những team khác. Nhưng mà đánh đổi đó là chúng ta có thể trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đã khống chế được Tiêu Dao rồi, tiếp tục lăn xả đánh thường các kiểu anh em ạ. Có lẽ Tiêu Dao sẽ lên né và thoát thành công. Tiêu Dao lóc được rồi và Tiêu Dao đã chạy về khu vực số 7. Quá đen cho anh em. Đó là điều mình đã dự đoán, chắc chắn Tiêu Dao sẽ lên 7x. Và như vậy là với cái lóc của Tiêu Dao đã cấu được Dương Môn khá nhiều máu, bây giờ anh em buộc lòng phải tiếp tục hồi máu. Chúng ta vẫn đang thụ động tại khu vực số 21 rất nhiều anh em ạ. Và bây giờ quyết định di chuyển về khu vực số 7. Có lẽ số lượng đội trong bản đồ tâm ma đã giảm đi khá rõ rệt và chúng ta có một viên máu. Rồi về khu vực số 8 và sau đó có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục tiến thẳng về khu vực số 9. Nhưng mà anh em cũng biết rồi đó. Với cái thời điểm này về thương nhân thì anh em còn đồ để mua thì cũng là một cái chuyện rất là may mắn và đáng mừng nha. Đó gọi là may mắn nha anh em ơi. Còn trường hợp chúng ta không may mắn thì sao, thì mình sẽ không còn cái quần đùi gì để mua ở thương nhân đâu anh em ạ. Wow, vẫn còn quyển bí kíp sơ, vẫn còn một tăng bí kíp kìa. Đó, như thế là vẫn khá là may rồi anh em ạ. Rồi, và ảo tượng cũng đã xuất hiện. Và bây giờ vẫn còn 4 đội trong bản đồ tâm ma. Tính ra những khu vực khác quét map khá là căng. Và theo suy đoán của mình rất có thể là khu vực số 5 họ đang di chuyển về khu vực số 7. Và chúng ta có quần thể kim cang. Chạy thẳng về khu vực số 5 luôn anh em ạ. Đúng rồi, thẳng luôn, đừng có mở ảo tượng bên này. Đây, có một tàn kiếm, một thần cơ. Ưu thế chúng ta có quần, Dương Môn thì đang được miệng khống chế rồi. Rồi, bắt con nào một con thôi anh em ạ. Chúng ta đang bị loạn chọn. Tiếp tục bắn và tàn kiếm đã bị khống chế. Tiếp tục bắn thường luôn. Và như vậy là tàn kiếm đã bị kết thúc. Nhưng mà anh em để sống một môn phái rất nguy hiểm cho đội hình của mình. Đó chính là thần cơ.
Wow, chúng ta có một dương môn ở đây. Rồi, tiếp tục khống chế được dương môn. Trong khi đó cung lôn đã mở thành công. Tường có cung lôn đến đây mà rất có thể đây là dương môn và cung lôn chung team. Wow, họ đã chạy rất lẹ về khu vực số 5. Và dương môn chúng ta quyết định tiếp theo một phát cung nữa khống chế được thần cơ và chúng ta kết thúc thần cơ. Nhưng mà tình trạng chúng ta hiện tại đang có một cái bang khu vực số 5, cung lôn đã có mặt rồi. Dương môn tiếp tục chuyển qua trạng thái thương và đánh. Đã lên 7x rồi. Có lẽ là chúng ta cần té nhẹ anh em ạ. Chỉ có hai thành viên thôi nhưng mà chúng ta liên tục tạo ra những tình huống áp đảo tìm được bạn rất tuyệt vời. Anh em thấy không? Ở giai đoạn đầu chúng ta chỉ việc phòng thủ thôi. Đó, sang vòng số 2 thì anh em cứ việc bung lụa. Tâm ma bây giờ là vậy anh em ơi. Bây giờ mà vòng số 1 anh em hổ báo quá thì chắc chắn là mình sẽ thiệt thòi rất nhiều. Đó là cái kinh nghiệm xương máu của mình trong khoảng thời gian gần đây đã bị ăn hành rất nhiều anh em ạ. Và như vậy là chúng ta vẫn còn 3 đội trong bản đồ tâm ma. 3 đội thì trong đó không biết lúc nãy là cung lôn đã kết thúc được dương môn tim đội bạn hay chưa. Rồi và thời gian của vòng số 2 cũng gần kết thúc rồi. Ở thời điểm này có lẽ là dương môn chúng ta cần phải farm để giữ lượng máu. Và anh em chú ý là chúng ta phải đi chết tài nguyên thôi. Nhưng mà có một điều anh em vẫn chưa làm. Đây, vẫn còn một thần cơ khác anh em ạ. Đây là dương môn thần cơ nữa tiếp tục và chúng ta đã kết thúc được thần cơ rất lẹ luôn. Quá đen cho thần cơ khi phải đối đầu với một dương môn rất hổ báo. Và có lẽ là thời gian của vòng số 2 sẽ kết thúc tại đây. Thần cơ đúng là một môn phái rất mạnh trong tâm ma. Nhưng nếu mà chúng ta không có được những cái pha mở giao tranh, những cái vị trí đứng hợp lý thì có lẽ anh em sẽ là người lỗ rất nhiều. Bởi vì hiện tại tâm ma bây giờ các môn phái hệ kim cũng khá là mạnh anh em ạ. Hầu hết tất cả những môn phái hệ kim nào cũng bá đạo trong tâm ma, từ dương môn, tàng kiếm, thiên vương đến cả thiêu lâm. Bá đao thì lép vế hơn, ít người chơi hơn bởi vì bá đao sẽ phụ thuộc khá là nhiều với các môn phái hỗ trợ. Rồi rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 7. Như vậy là các team kia họ đã án binh bất động rồi. Côn Lôn bật kiếm trận, Dương Môn bật kỳ môn thuận lên. Và chúng ta có một viên máu khu vực số 6. Bây giờ mà bị dịnh lại thì hơi khó chạy nha anh em. Đây là một cặp khống chế rất mạnh. Đây rồi, chúng ta có một cái bang, đã khống chế được cái bang. Ừ, combo của dương môn đã trượt hết rồi. Nhưng mà chúng ta đã kết thúc được cái bang này mà. Như vậy là trong bản đồ này hiện tại chỉ còn một dương môn. Không thể khinh địch được nha anh em. Dương môn nếu như có bạo kích tấn công có thể kết thúc cung lôn chúng ta rất lẹ. Tiếp tục chết về khu vực số 3 và dương môn đã không có bên này. Chúng ta vẫn tiếp tục di chuyển. Vẫn chưa phát hiện anh em ạ. Ủa không lẽ là... Ê đây 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 rồi, thấy khu vực số 8 rồi em ơi. Nhưng mà nó đã chạy mất tiêu rồi. Lên ngựa đuổi theo luôn. Chúng ta lên ngựa truy đuổi. Đó, khu vực số 4 mà em ơi. Mình thấy bóng dáng một thành viên vừa thoát về khu vực này. Đây rồi, đã khống chế được dương môn. Tiếp tục bắn thường, bắn thường, bắn thường. Rồi chuyển về cung anh em ơi, họ đã thoát thành công về khu vực số 2. Bây giờ đó là thời cơ chúng ta tiếp tục đuổi theo, không cho dương môn có cơ hội hồi máu. Dương môn anh em có một cái cách combo, đó là mình sử dụng hai kỹ năng cung. Nếu mà anh em muốn khống chế liên tục thì chúng ta sẽ giãn cách hai kỹ năng này ra.
là anh em sẽ khống chế rất khó chịu nha. Trận đầu luôn anh em, đúng rồi. Xem là bạn... Ôi da, trời ơi. Đây, cung. Tiếp tục. Đợi từ từ, hãy tung chiến năng. Đó, rồi. Ây. Tiếp tục là cái 7X. Không phải 7X, đó là cái hiệu quả của kỳ môn thuận đó anh em ơi. Và như vậy là chúng ta đã kết thúc được chương môn. Một trận đấu rất nhanh, phải nói là rất nhanh. Và anh em có những pha phối hợp xử lý rất tuyệt vời. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.